xin chào mọi người à, cái video này để nhắc bạn vừa rồi mình có làm một cái video liên quan với Elon Musk liên quan với Binance và liên quan với Sam và cuối cái video đó mình cho bạn một cái thông tin của một người tỷ phú lo, uh, tỷ phú đô la ok giàu thứ sáu thế giới này ok đã đầu tư vô tiền điện tử đã đầu tư vô bitcoin đã đầu tư vô ethereum nghe và trước đây ông đã ra gọi là chê chích uh, Bitcoin rất rất là nhiều và vừa rồi ông đã chín vô uh, Bitcoin, ok thì cái video đó sẽ được đăng lên kinh tiền Academy ở YouTube uh, trong vài phút tới đây, ok mong bạn uh, quay, uh, quay 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 uh, qua cái kênh đó mà coi, ok sau khi bạn coi bạn thấy nó hay ho thì nhớ đăng ký cái kênh mở cái chuông lên và nếu bạn có những người bạn Ok mà đam mê về tiền điện tử thì nhớ chia sẻ, nhớ chia sẻ cái cái video đó cho những người thân thương của bạn. Cảm ơn bạn, xin chào bạn.